Mến chào quý vị và các bạn đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay những cơn mưa trái mùa đã xuất hiện nhiều hơn ở Nam Bộ. Ngay từ sáng thì mây ẩm đã phát triển, che phủ hầu khắp khu vực. Và chúng ta cũng thấy được là gây mưa rải rác ở miền Tây, hầu khắp miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là thông tin dự báo những cơn mưa sẽ còn xuất hiện trong tối và đêm nay. Mưa ẩm giữ cho không khí mát mẻ, nhiệt độ buổi tối là khoảng 27 độ thưa quý vị. Và đến sáng sớm mai thì sẽ lạnh lạnh khi nhiệt độ hạ xuống 23 độ. Khi mưa quay trở lại vào chiều mai thì buổi sáng sẽ có khoảng tạm giảm mưa, trời nắng gián đoạn với nhiệt độ không quá 30 độ. Tiếp theo là thông tin cho toàn khu vực Nam Bộ. Không riêng thành phố Hồ Chí Minh mà hầu khắp Nam Bộ cũng sẽ có mưa trở lại vào buổi chiều và tối mai. Cảnh báo cường độ mưa có thể tăng hơn so với chiều nay. Khu vực ven biển có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 50mm, đề phòng dông sét, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Thưa quý vị, buổi sáng và trưa mai, toàn miền vẫn nhiều mây, nắng chỉ đôi lúc xuất hiện nên không khí khá dịu mát. Nhiệt độ ở các thành phố sẽ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Trên biển, vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang và Nam Biển Đông đều cảnh báo mưa dông dễ kèm theo lốc xoáy. Riêng quanh Côn Đảo và huyện đảo Trường Sa còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa cũng vừa có mưa dông, vừa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động. Và vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.